Hello mọi người, lại là mình Xuân Như Trang. Chào mừng mọi người đến với kênh Sunny kéo mình. Ok, thì hôm nay là một cái chủ đề rất là lâu rồi nhờ. Lâu, chắc phải năm ngoái Nhi mới làm ấy. Thì năm nay Nhi đã trở lại. Thì mọi người biết sao không? Hôm qua Nhi đã đạt 1.000.000 sao nha. Và cái quá trình mà Nhi đã từ 500k sao nhà rồi lên 1.000.000 sao nhà thì Nhi đã đều quay lại, và hôm qua thì Nhi cũng đã chính thức đón cùng với mọi người, Nhi cũng có quay lại khoảnh khắc đó luôn. Thì mọi người cùng xem quá trình Nhi đã từ gọi là Nhi sao bạc lên Nhi sao vàng, rồi giờ là Nhi kim cương sẽ như thế nào nha. Ok, cùng vào video thôi. Ở đây thì như trong video mọi người đang thấy là Nhi đang sắp cái gọi là cái chỗ mà để mọi người đứng đón một mờ sao nhà với Nhi. Ê, kiểu như sao ta, mình thấy người ta xây hoài á thì mình nhìn quen mắt rồi, nhưng mà đến khi xây kiểu trời ơi, mất rất là nhiều thời gian nha. Chắc là do kiểu không có kinh nghiệm á mọi người, xây cái này lâu quải luôn á. Nhưng mà vì muốn là mọi người sẽ cùng đón 1.000.000 sao nhà với Nhi để mà quay lại video cho đẹp á, đứng ngăn nắp một xíu thì quay sẽ đẹp hơn. Chứ cái đợt 500k sao nhà Nhi cũng có quay nha, nhưng mà kiểu sao nhìn lộn xộn lắm, nhìn nó như cái kiểu là chạy loạn vậy đó. Nói về cái lý do mà tại sao là quyết định treo sao nhà thì cái đợt mà Nhi đi sự kiện ở trong Sài Gòn, Nhi vào gặp anh chị Hạt Tiêu, anh Mai, chị Trồ á, thì chị Trồ có nói là bởi vì kiểu cái nút kim cương á, nó sẽ làm cho cái gọi là cái thương hiệu hả, cái tên của mình họ có cái gọi là sự uy tín hơn ấy. Chứ thực ra bữa nay kiểu cũng hay bị mà những người khác họ fake, cái mọi người họ tạo thông tin giả nên là nhìn không có uy tín, với là kiểu cũng sợ mọi người không có phân biệt được đâu là ad chính đâu là ad phụ. Mặc dù là cái ad của tôi, chị Trồ với chị Tiêu đều có cái chữ partner rồi, anh Mai cũng vậy. Thì kiểu như là nó thêm cái nút kim cương thì nó sẽ trở nên xịn sò, sẽ thêm uy tín hơn, và cũng là một chút gì đó thành tích. Kiểu tại chơi Play Together cũng lâu hơn 2 năm rồi mà kiểu cái sao nó vẫn là sao đồng, ở đâu sao bạc chứ vẫn là sao bạc á, thì nhìn cũng hơi đèn tèn, nhìn cũng hơi va ke rồi đó mọi người. Thật ra là đã quyết định là sẽ treo tiệc sao nhà, và cái việc treo nó cũng không hề đơn giản ấy. Treo từ cái đoạn tháng 7 hả, phải không, hay là treo tháng mấy Nhi quên rồi, nhưng mà lâu lắm nha, kiểu ròng rã mấy tháng trời mà ngày nào cũng treo. Nhìn vậy thôi chứ cũng hơi cực á mọi người. Thêm quả là mấy ngày đầu treo hay bị anti fan vô nói này nói kia mọi người, cũng trầm cảm lắm á. Nhưng mà không sao, nói chung là cuối cùng đạt được kết quả nó khá xứng đáng, thành ra là cái quá trình nó cũng xứng đáng luôn mọi người ạ. Thì Nhi có quay trực tiếp là hai đoạn, là lúc đặt 500k sau nhà với là lúc đặt 1.000.000 sao. Thì 1.000.000 sao á là còn được đón cùng với mọi người và còn quay mặt lại cơ. Thì hôm nay Nhi sẽ show lại cái quá trình đó cho mọi người xem ha. Đoạn này là Nhi vừa lắp xong 60 chỗ để mọi người ngồi, cũng như là thêm chữ 1.000.000 sao nhà để lên hình cho đẹp. Thì ok, nói chung xây thì cũng hơi lâu nhưng mà đón thì cũng khá là nhanh. Mọi người cùng xem quá trình này ha. Mọi người thấy là tôi đang 499.000,9 rồi. Đây là bây giờ mở tiệc lên một cái là sẽ lên sao vàng luôn á mọi người ạ. Hay là bây giờ tôi sẽ vô nhà để mà đón đón sao vàng nha mọi người ơi. Ok, trước tiên là phải vô cái chỗ mình hay ngồi đã. Tôi đón sao vàng mọi người ơi. Ê, công nhận là cái bộ đồ game free, bán free mới cập nhật cái mọi người xinh quá, nên là mình thấy đảo cái da ai cũng mang luôn á. Em ơi, thì tại nhà mình đang mới có 29 bạn thôi, nói chung là khi nào mở tiệc á thì nó mới đông người lận. Rồi bây giờ tôi sẽ mở nha mọi người ơi. Trời ơi, khoảng thời gian cày treo thiệt của tôi. Cảm ơn các bạn những ngày tháng vừa qua đã thả sao bài cho tôi nha. Còn 5 bạn nữa, 5 bạn nữa là tôi sẽ đạt được 500. 4 bạn nữa, quá. Wow. 3 bạn nữa, quá. Wow. Nhanh vậy. Ê, bình thường lâu lắm nha. Rồi, 2, ui. Ui. Xinh quá. Chị có đang quay video không? Chị đang quay đây. Lên nào, lên nào, lên nào. Ui, yeah. Wow. 500.000 rồi. Wow. Cảm ơn mọi người. Yeah, yeah, yeah. 500.000 rồi mọi người ơi. Quá là tuyệt vời. À, 500.000 chứ. Yeah, cuối cùng tự nhiên cũng đã có sao vàng.
Ole, 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 yeah, yeah, yeah. Rồi lát nữa tôi sẽ ra khu plaza để mà nhận cái sao vàng nha. Để mình nói với mọi người ở đây đã. Ồ, thật ra là mình cũng treo rất là nhiều ngày luôn á mọi người, chắc phải đâu gần một tháng chứ. Quên, chưa được một tháng đâu mọi người ạ. Thì cũng là treo hàng ngày luôn, treo thường xuyên lắm luôn á. Rồi ok, bây giờ mình sẽ ra ngoài để mà nhận sao vàng. Sau đó là mình sẽ quay lại đây và treo tiệc tiếp nha. Gặp anh quản gia nè. Ui trời ơi, lâu lắm rồi mới gặp lại quản lý của Face Together. Wow, xinh quá. Qua trong tổ chức tiệc tại nhà quá ta, có vẻ như rất nhiều bạn bè đã đến tham dự. Bạn đã đạt được 500.000 đánh giá sao cho tiệc tại nhà. Mọi người cùng về đây quy tụ để kỷ niệm. Đây là món quà đặc biệt thứ ba. Đợt trước là sao bạc rồi, sao đồng rồi, bây giờ là sao vàng nha. Wow, sao vàng. Và còn một mốc cuối cùng như cần chinh phục nữa thôi là mốc kim cương nha mọi người. Cũng hơi khó một xíu nhưng mà thôi mình sẽ cố gắng nha. Wow, tuyệt vời quá, vỗ tay. Yeah. Wow. Hãy đặt ở chỗ dễ thấy trong nhà để trang trí và cả cái này lần lượt từng cái. Trước tên tôi cũng sẽ có sao vàng. Xịn quá. Ánh vàng đẹp chứ, đẹp. Ê, sao bạc lâu lắm rồi nên bây giờ nhìn sao vàng nó hơi lạ lẫm á mọi người. Nào cuối cùng tất cả chúc mừng cho bạn, tất cả chuẩn bị. Yeah, được toàn bộ đã khai gia chúc mừng luôn mọi người. Quá là tuyệt vời. Ok, tận hưởng tiệc tại nhà với bạn bè nhé, là sao tôi lại mang quà đến. Ok. Ê, mặc đồ này đóng một người sau nhà được không ta? Cái đồ này cũng xinh chứ bộ. Đúng rồi, đồ ở nhà luôn nè, quá là xinh ba. Vô mọi người ơi. Vô, tôi chưa có mở tiệc đâu. Để mọi người trên live biết mọi người vô trước đã. Vô chưa Vô rồi. Hello Hoàng Yến. Hello Pozun. Em đang vô ok Ngân. Lên đi. Phở nhanh quá phở. Nhanh quá vậy. Ai 7 người vô rồi nè. Hello Duyên. Rồi tranh thủ lúc mọi người lên, mọi người vô, mọi người lên khối ngồi thì chị sẽ đọc comment ở trong livestream nha. Lên khối đi trời, lên khối đứng đi trời. Không vô được hả? Full rồi hả? Full chưa? 55 còn 4 slot nè. 4 slot này mọi người phải kiểu là spam liên tục ấy. Ủa này chụp ảnh nè. À đâu, mình có cái chức năng chụp mà. Chụp cái này nè, trời ơi sao dở quá vậy trời. Đoạn này vì Nhi bấm cái nút quay thành ra là nó sẽ bị tắt cái livestream luôn ấy mọi người. Nhưng mà có quay lại đoạn mà tất cả mọi người đang đứng trên khối và chuẩn bị đón một mưa sau nhà này. Cái này siêu xinh luôn ha. Rồi bây giờ sẽ vào livestream lại nha. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ bật tiệc. Tiệc đâu? Tiệc nhà. Ê có nè, chị bấm tiệc nhà các mọi người bị văng ra không vậy? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đón một mưa sau nhà. Chúng ta sẽ cùng nhau đón một mình sao nhà. Chúng ta chỉ có 10 phút để đón một mình. À lộn, để lên một mình thôi mọi người, cố gắng lên một mình được. Wow, ui, nhìn xinh thế. Đỉnh. Đỉnh thế nha. Yêu mọi người kiểu thả cô một lần luôn, chết rồi. Có đủ người không giờ? Ui, còn 2 người mọi người. Yeah. Vừa lên một mình cái đi ngủ thôi. Đâu rồi. Cảm ơn mọi người đã vô tiệc nhà. Ui cái khoảnh khắc mà lúc nãy kiểu lúc mà chị vừa bật tiệc nhà xong cái mọi người thả sao ấy. Eo ơi siêu đỉnh luôn ấy. Eo quay được cái khoảnh khắc đó rồi, quá tuyệt vời. Cảm ơn mọi người nhiều. Có pháo hoa đi chị ơi, pháo hoa đâu. Từ từ để tôi ngồi đây tôi hơi bị hạn chế tầm nhìn đấy mọi người ạ. Ê đỉnh nha, ôi lát nữa mọi người phải thấy được cái đoạn gì vậy ta, mai hoặc mốt chị sẽ, mốt chị sẽ edit cái video đoạn mọi người thả lên một mùa sau nha. Chuẩn đỉnh lắm mọi người ơi, cuối cùng chúng ta cũng đã được đón một mùa sau nha. Chị sẽ điểm qua một vài điểm qua các bạn nha. Chị sẽ cho mọi người cùng thấy mặt của mọi người luôn. Nhảy từng lên từng cái. Thấy hết là được nha, mấy bạn ở trên yên tâm là chị thấy hết mặt mọi người rồi. À, hello Duyên. Hello. Múa đi mọi người, múa quay cuồng đi mọi người ơi, múa đi. Múa thì cho mọi người lên hình múa đồ xinh đẹp rồi đó. Ha, u chứ mà. Không ai nói mới rớt rồi nha mọi người, không ai nói. Rồi em mới đẹp, để anh nạp đẹp không? Đồ mới hả? Có đồ nạp hả? Không biết có đồ nạp luôn á.
Bồ mới hả? Cái đồ cặp đôi gì đó đúng không? Chắc mình cũng phải nạp một gói thôi. Cái bộ đó mê. Trời ơi mấy đứa, đem mực chiên về ra khoe các kiểu vậy. Đây là những thành viên đã cùng với tôi đón một mời sao nhà nha mọi người. Khoảnh khắc này phải được ghi dấu lịch sử. Nó lên đúng một mời có thể dừng luôn ba. Đỉnh nhờ. Lát nữa chị ra tiệc, ra ngoài á, chị sẽ được đón gọi là huy chương kim cương. Quá là xinh tuyệt vời luôn. Các bạn, trời nhỏ này nó nhảy nhiệt tình vô, quá nhiệt tình luôn. Hello, trời ơi, tôi thấy tóc ánh sao nhiều quá nha. Nhân phẩm ở đây có nhiều quá nha. Hello. Ủa trống ô nè. Trời ơi, nhỏ này còn khoe đem kim cương ra khoe quýnh chứ bây giờ. Hello. Ok. Trời ơi, mấy đứa còn tranh thủ khí em. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã vô đa nhà tôi đón một bờ sao gà, đón khoảnh khắc lịch sử ròng rã suốt 3 tháng thì cuối cùng Nhi cũng đã đạt được một bờ sao gà và sẽ có nút kim cương. Yay. Cuối cùng cái khoảnh khắc này cũng tới. Nhưng mà trời tối mọi người ơi, chắc là mình sẽ để tới sáng á. Trời ơi, chị là bấm vào cái nút nó lại chạy tiếp rồi mọi người ạ. Bạn đã đặt hơn 1 triệu sao nhà, hơn 1 triệu đánh giá sao cho tiệc tại nhà. Mọi người là tụ họp để gặp người nổi tiếng. Đã có nổi tiếng nào. Nhưng mà chị tạm thời chị đợi tới sáng nha. Chứ chị muốn qua cái khoảnh khắc vào buổi sáng cơ. Eo, chắc là nãy giờ tôi đang ngủ ở trong cái khu plaza á mọi người ạ. Nhưng mà không phải nhất định phải đợi được trời sáng thì mới quay, bởi vì trời sáng thì mới nhìn thấy được tất cả những cái người dân trên đảo Kaya một cách sáng được. Ý là mỗi lần mà tôi đón sao nhà, sao bạc nè, sao vàng ở đâu, đầu tiên là đón sao đồng, sau đó sao bạc, xong tới sao vàng thì đều có mặt tất cả những cái nhân vật ở đây. Thì đợt nào kiểu mình cũng sẽ gặp tất cả những cái con người này, và mình nghĩ là đây là sẽ là lần cuối mà gặp mấy người này luôn á mọi người. Vì sao kim cương thì Nhi không có gặp, Nhi không có được đón thêm cái sao gì nữa hết á, vậy nên đây có lẽ là lần cuối để gặp tất cả mọi người, nên là Nhi đã đợi trời sáng. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng với Nhi nhận nút kim cương nha. Để kỷ niệm, đây là món quà đặc biệt thứ tư. Chết rồi, mình quên bật tiếng của game rồi mọi người. Trời ơi, sao nhiều thiếu sót quá nhờ. Nhưng không sao, Nhi cũng đã nhận được giải kim cương sản phẩm kỷ niệm đạt 1 triệu đánh giá sao cho tiệc tại nhà. Giải kim cương tiệc tại nhà kỷ niệm ngày đạt 1 triệu đánh giá sao. Hôm nay ngày mấy nhờ? Hôm nay ngày 9 tháng 10. Trời ơi, tưởng đâu ngày sale 10 tháng 10 luôn rồi chứ. Nhưng không sao, nút kim cương đẹp quá. Hãy dùng để trang trí nhà của mình cùng những món quà khác và cả cái này nữa. Trời ơi, cái này xịn nhất nè mọi người. Eo, những cái nút vàng với nút bạc đồng ấy thì là nó sáng lên thôi, chứ nó không có kiểu lấp lánh như cái nút kim cương này đâu. Trời ơi, xinh quá tuyệt vời luôn á. Quá đẹp. Nào, cuối cùng tất cả sẽ chúc mừng cho bạn. Đây, khoảnh khắc cuối cùng, giây phút cuối cùng được cùng mọi người chúc mừng, được mọi người chúc mừng và cùng với mọi người đón một mời sao nhà. Cái đó. Yeah, cuối cùng thì chúng ta đã hoàn thành cái việc chặn đường 1 triệu sao nhà. Cảm ơn mọi người đã cùng Nhi cố gắng và đã vote sao nhà cho Nhi trong suốt thời gian qua nha. Tuy tôi vẫn chưa chuẩn bị thêm quà, nhưng nếu bạn tiếp tục tăng độ yêu thích, biết đâu sẽ có một món quà khác đang chờ. Như đâu có đâu nhờ, hình như sao kim cương là hết rồi. Nhưng mà biết sao đâu sau này kiểu game họ thêm cái nút ruby chẳng hạn. Mọi người đây đông chưa nè. Ui, 600 mấy hả? Nhờ, kiểu là sao ta. Cái rất là nhiều bạn kiểu có sao nhà là kim cương ấy, thành ra là như đứng thứ 660 luôn mọi người. Nhưng mà không sao, 1 triệu sao nhà với nút kim cương là quá đủ. Ok, cảm ơn mọi người đã ủng hộ Nhi trong suốt thời gian qua nha. Bây giờ về đặt nút kim cương cái đã. Đây, vậy là Nhi lại cùng với mọi người đón thêm một cái cột mốc mới nữa. Mong rằng là trong tương lai chúng ta sẽ cùng nhau đón những cái cột mốc khác ở những cái chặng đường khác. Chặng đường sao nhà thì tới đây có lẽ là sẽ tạm dừng. Chưa biết là khi nào, có khi game lại mở ra thêm cái danh hiệu Ruby hay là gì đó thì chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng sau. Còn hiện tại thì Nhi đã xong cái mục tiêu là đạt 1 triệu sao nhà, và Nhi muốn dành lời cảm ơn chân thành nhất và sâu sắc nhất đến gửi đến cho mọi người. Dù là mọi người đã từng
từng vào nhà Nhi hay chưa, hay là đã từng vào thảm 10 sao hay 20 sao hay là mấy sao đi chăng nữa, thì cái sự thành công, cái kết quả này cũng đều là thành quả công sức của mọi người, của Nhi cũng như là của tất cả các bạn. Và mong rằng là chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành với nhau trong những cái chặng đường khác nữa nha. Ở đây cảm ơn mọi người đã xem video đến đây. Đừng quên để lại cho Nhi một like và nhớ bấm đăng ký để xem Mai Nhi xàm xí gì ha. Tạm biệt mọi người. Sayonara. Mata ni.